Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 6 tại Hội trường Thống Nhất đã diễn ra kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 Nguyễn Văn Được. Kỳ họp thứ nhất xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng như chương trình hoạt động toàn khóa và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trưởng, các Phó ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 Nguyễn Văn Được đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ trong thảo luận, xem xét, quyết định công tác nhân sự, nhất là lựa chọn và quyết định nhân sự giữa các chức vụ trọng trách trong bộ máy của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo đủ năng lực, đảm đương, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng trong kỳ họp sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã trao giấy chứng nhận cho 60 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 diễn ra đúng kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của lực lượng báo chí trong việc góp phần cho bước phát triển của nền báo chí tỉnh nhà nói riêng, báo chí cả nước nói chung. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian qua, đội ngũ báo chí tỉnh nhà đã làm tốt vai trò thông tin, tuyên truyền, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát và tỉnh phát hiện những ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng, đội ngũ phóng viên, nhà báo đã thể hiện bản lĩnh, không ngại, nguy hiểm để nhanh chóng chuyển tải những thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh. Nhiều tin bài có sức lan tỏa mạnh mẽ, nêu cao tinh thần ý thức tự cảnh giác, trách nhiệm của mỗi người dân, của cộng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch. Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp đến các cơ quan thông tấn báo chí và những người làm báo trong tỉnh luôn có đủ dũng khí, luôn giữ vững tâm trong, trí sáng, bốc sắc, xứng đáng là những người chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng gian quá, chung sức đồng lòng, khơi dậy và hung đúc khát vọng về một Long An phát triển văn minh hiện đại.